nhiều thì nhiều. Năm nay mọi người làm ai sẽ là làm đâu thắng đó nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Happy New Year. Và năm mới cũng sắp đến rồi thì xin chúc tất cả các bạn khán giả của Câu Hỏi Đổi Đời cũng như là các bạn giả đang theo dõi chương trình thì năm mới an khang thịnh vượng và may mắn hạnh phúc. Phương xin gửi lời chúc tới cho tất cả mọi người sẽ có một cái Tết vui tươi, hơn hẳn năm vừa rồi, để mọi thứ sẽ khởi đầu tốt đẹp hơn, đủ đầy hơn. Và nhân đây cũng là năm mới, Vân Phương xin chúc tất cả các khán giả của chương trình năm mới đầy yêu thương, an khang, thịnh vượng và luôn luôn được mọi người trên đời. Thì xin được gửi lời chúc cho tất cả mọi người một năm mới. Khi Covid nó qua đi, chúng ta sẽ nắm tay nhau và xin chúc cho chương trình sẽ có sức sống thật lâu bền, sẽ có thêm thật nhiều tiếng cười và niềm vui, nhất là trong dịp năm mới. Nhân dịp năm mới 2021 thì Emily muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị đang xem chương trình Cơ Hội Đổi Đời. Sẽ có một năm thật là hạnh phúc, thật là mạnh khỏe và chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn của năm cũ và sẽ có một năm mới ngập tràn niềm vui và nhân đâu xin phép được gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể bà con một năm mới an khang thịnh vượng, may mắn sức khỏe và bình an. Xin cảm ơn. Nhân dịp năm mới, thầy An xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc bình an đến toàn thể quý khán giả của HTV7. Chúc cho một năm mới vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Dịp năm mới rồi thì cũng xin gửi lời chúc đến quý bà con và quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi chương trình Cơ Hội Đổi Đời, đón một mùa xuân thật ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn tất cả bà con ở Phong Điền, Cần Thơ đã hỗ trợ cho chương trình Cơ Hội Đổi Đời ngày hôm nay đã quay hình thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Mình cũng đổi môi.